quý vị, tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành công nghệ thông tin là rất lớn, nhưng nguồn cung thì luôn thiếu. Riêng với nguồn cung nhân sự trí tuệ nhân tạo AI thì chỉ mới đáp ứng 10% nhu cầu tuyển dụng của thị trường trong nước. Trong khi đó, theo dự báo, AI sẽ hiện diện và phủ khắp mọi lĩnh vực, không chỉ trong đời sống xã hội mà còn trong nền kinh tế. Năm 2030, trí tuệ nhân tạo sẽ đóng góp 15.700 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế toàn cầu. Là doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp về giao thông thông minh, nên nhân sự lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI là phần then chốt để quyết định sự thành công trong các sản phẩm của doanh nghiệp này. Trong năm 2022, doanh nghiệp cần thêm 10 nhân sự AI, nhưng đến nay chỉ tuyển dụng được phân nửa nhu cầu. Lập trình viên liên quan đến AI thì rất là hiếm. Thường thì các bạn dự định là sẽ đi làm việc ở các công ty nước ngoài. Do đó thì đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp thì để mà tìm được những nhân sự làm liên quan đến lĩnh vực AI thì sẽ rất là khó khăn. Với doanh nghiệp này, phải mất đến 6 tháng mới có thể tuyển dụng được chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Vị trí đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao về lập trình, dữ liệu máy tính cũng như tư duy sáng tạo. Hiện nay khi mà tuyển các nhân sự về R&D và kỹ thuật, về coding thì cũng đã có những chính sách rất là ưu đãi. Bên cạnh các việc là thưởng và lương thì chúng tôi còn có những chế độ về nghỉ mát, chế độ về bảo hiểm. Thì cái việc tuyển dụng những nhân tài giỏi thì là một cái vấn đề, một cái bài toán rất là khó mà các doanh nghiệp công nghệ đang phải gặp phải. Và những cái chế độ cho nhân sự của các công ty công nghệ thì nó rất là cạnh tranh với nhau. Kính thưa quý vị, không chỉ thiếu hụt về số lượng mà nhân sự lĩnh vực trí tuệ nhân tạo còn có xu hướng là thay đổi nơi làm việc thường xuyên. Điều này càng gây khó khăn hơn cho các doanh nghiệp tuyển dụng. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp đã chủ động tìm đến các trường đại học để có thể phối hợp trong đào tạo và tìm kiếm nguồn nhân lực cho lĩnh vực này qua các ngày hội việc làm. Mặc dù các bạn sinh viên về học về AI cũng đã có, tuy nhiên là ở trường thì các bạn chỉ được đào tạo qua cơ bản. Do đó khi mà tuyển dụng các bạn vào thì doanh nghiệp sẽ còn mất thêm thời gian khoảng từ 6 tháng đến 1 năm để cho các bạn học hỏi thêm những cái kinh nghiệm mới. Cái nhu cầu mà có cái đội ngũ để có thể phát triển ra được những sản phẩm thông minh thì nó rất là lớn. Chúng tôi dự đoán trong 3 đến 5 năm tới thì nó càng lúc nó càng tăng. Khi mà các cái ứng dụng đòi hỏi cái độ thông minh hơn và hiệu quả hơn. Theo báo cáo nhân lực IT Việt Nam năm 2021 bởi TopDev, mỗi năm Việt Nam có khoảng 55.000 sinh viên ngành công nghệ thông tin ra trường. Tổng nhân lực ngành công nghệ thông tin tính đến năm 2021 là 430.000 người, trong khi nhu cầu nhân lực năm 2021 là 450.000 người, tức là thiếu khoảng 20.000 người. Dự đoán năm 2022, nhu cầu nhân lực ngành này là 530.000 người và sẽ thiếu khoảng 50.000 người, đặc biệt sẽ rất thiếu nhân lực trí tuệ nhân tạo. Dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng số lượng các cơ sở đào tạo đúng nghĩa về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam lại rất ít. Hiện nay, cả nước có khoảng 150 trường đào tạo lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, chỉ có hơn 10 trường đại học có đào tạo ngành trí tuệ nhân tạo và chưa có khóa sinh viên nào tốt nghiệp ngành này, do đây là ngành mới tuyển sinh vào năm 2019. Theo các chuyên gia, để giải quyết bài toán nhân lực AI, trước mắt các doanh nghiệp có thể tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có những giải pháp thúc đẩy đào tạo lĩnh vực này để chủ động hơn về nguồn nhân lực. Là đơn vị có quy mô tuyển sinh, đào tạo nhóm ngành công nghệ thông tin và AI lớn nhất cả nước, khoảng 2.000 sinh viên mỗi năm, cộng thêm khoảng 2.000 chỉ tiêu của các nhóm ngành khác có liên quan như toán, điện tử viễn thông, tự động hóa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh và thay đổi cơ chế, chính sách, cách tính chỉ tiêu tuyển sinh. Trước đây thì chúng ta tính chỉ tiêu thì chúng ta vẫn dựa trên là cái số lượng giảng viên cơ hữu, quy định về cái không gian của trường học tính trên đơn vị mét vuông, vân vân. Nhưng mà với cái bối cảnh mới, khi mà chuyển đổi số rồi ứng dụng của các cái thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, rồi thì có cái sự hợp tác với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, quá trình thực tập, thực hành. Cho nên là cái việc mà điều chỉnh chỉ tiêu đó đấy, thì cần phải dựa trên là các cái yếu tố khác, chứ không đơn thuần chỉ dựa trên nội tại của cán bộ giảng viên cũng như là các cái không gian của trường đại học. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái công nghệ, những cái môi trường điện toán đám mây để chúng ta cải tiến cái việc dạy học, thì như vậy một ông giảng viên Đại học Công nghệ Thông tin không phải là phụ trách 40 sinh viên, con số đó phải gấp nhiều lần hơn. Các chuyên gia cũng cho rằng cần có chính sách thu hút giảng viên giỏi trong và ngoài nước tham gia đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo. Sự cái ngành của mình là ngành đặc thù,
Thì đương nhiên thì khi nhà nước có những cái chính sách đầu tư hơn những ngành khác một chút xíu, ví dụ như là khuyến khích số lượng người học này, phải có những cái chế độ chính sách thu nhập cho thầy cô làm việc trong lĩnh vực đấy, thì như vậy tự nhiên nó sẽ nâng hết lên. Ví dụ như có thể là tăng lương chẳng hạn, đó là một cái đơn giản thôi nhưng mà rõ ràng là nó thúc đẩy được cái phát triển chung. Là lĩnh vực cần thực hành và tiếp xúc công nghệ cao, việc đào tạo nhân lực AI cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bên. Tôi nghĩ rằng chúng ta thiếu sự hiểu biết và nhân lực về AI là do thiếu sự liên kết giữa trường đại học với chính phủ cũng như các doanh nghiệp. Nếu các bên có thể phối hợp cùng nhau trong việc nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì sẽ giải quyết được vấn đề thách thức về tuyển dụng và giữ chân nhân sự AI. Những doanh nghiệp có thể đồng hành và cùng tham gia với các trường đại học để mà có thể là có những cái chương trình đào tạo hoặc là có những cái chương trình thực tập thực tế. Các bạn học mà không có cái cơ hội để áp dụng thực tế thì nó sẽ rất là uổng phí, và cũng như là khi mà các bạn ra trường thì sẽ không có được cái kinh nghiệm thực tế để mà có thể bắt tay vào làm việc ngay. Chuyên gia cũng cho rằng cần phổ cập kiến thức AI cho nguồn nhân lực khoa học công nghệ hiện tại, thiết kế và vận hành chương trình đào tạo AI từ bậc tiểu học đến trung học, đại học và sau đại học. Thực hiện các giải pháp tổng thể và đồng bộ, nhân lực trí tuệ nhân tạo sẽ đảm bảo về số lượng và chất lượng để trực tiếp tham gia vào công cuộc chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.